Hơn 30 năm đứng trên bục giảng, cô giáo Hồ Thị Lân luôn ngày đêm miệt mài với những trang giáo án. Là một giáo viên dạy văn, với tất cả trái tim của nhà giáo, cô luôn tận tâm hướng dẫn, truyền tải từng bài giảng của mình tới các thế hệ học trò. Suốt từ năm 1995 đến nay, cô luôn được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Năm 2006, cô được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú, rồi rất nhiều những thành tích đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang ghi nhận. Hiện nay, cô đang là phó hiệu trưởng ở trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Giang. Nhưng đối với bản thân cô, mỗi ngày được lên lớp, mỗi ngày được đứng trên bục giảng, truyền tải tới học trò của mình những tác phẩm văn học là niềm hạnh phúc lớn nhất của cô. Mình cũng có một kỷ niệm mà không bao giờ quên, và có lẽ đấy cũng là lời nhắc nhở của mình. Khi đứng lớp, có một lần học sinh không học bài, và mình cũng rất buồn, và mình có gọi em lên trách cứ một vài câu. Thế nhưng mà em lại rất khác đối với lại tất cả những cái học trò khác. Sau đó đến ngày 20 tháng 11 thì em tặng mình một món quà kỷ niệm nhỏ xinh thôi, và mình mở ra thì trong đó có một cái bức tranh khắc gỗ, một tranh sơn mài có hình một bông hoa, và trong đó có một câu ngạn ngữ. Câu ngạn ngữ ấy viết rằng: giận thì giận trong giây lát, nhưng yêu thương thương suốt cả đời. Và mình cho rằng chính cái món quà kỷ niệm đó, cùng với lời cùng với cái nguyện vọng thiết tha đó của học trò, nó cũng nhắc nhở mình là thực sự mà nói, những cái vui buồn của nghề thì rất là nhiều, có nhiều niềm vui và cũng có những nỗi buồn, có những lúc làm cho mình cảm thấy thiếu đi một chút nhiệt huyết giảng dạy, nhưng cứ nghĩ đến cái món quà kỷ niệm đó thì mình lại dường như là lại được thắp thêm lửa để có thể có được những cái giờ dạy để đem đến cho các em tình yêu thương. Được thành lập từ năm 1991 trên cơ sở các lớp chuyên toán, tiếng Nga tách ra từ trường Trung học Phổ thông Ngô Sĩ Liên, tỉnh Hà Bắc cũ. Từ khi được thành lập cho đến nay, trường đã được đổi tên nhiều lần như trường Trung học Phổ thông Năng Khiếu Hà Bắc, trường Trung học Phổ thông Năng Khiếu Ngô Sĩ Liên và đến nay là trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Giang. Song, nhà trường luôn được coi là một trung tâm chất lượng giáo dục cao của tỉnh Bắc Giang, là nơi đào tạo những học sinh đạt kết quả xuất sắc trong rèn luyện học tập nhằm phát triển năng khiếu về một môn học, hai môn học hoặc một lĩnh vực chuyên, đồng thời bảo đảm thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục cấp trung học phổ thông với mục tiêu giáo dục toàn diện. Hiện nhà trường có 30 lớp chuyên và không chuyên với gần 940 học sinh và gần 100 giáo viên. Hàng năm, tỷ lệ học sinh giỏi toàn diện, học sinh đỗ tốt nghiệp lớp 12 loại giỏi, học sinh đỗ vào các trường đại học đều đứng thứ hạng cao nhất trong tỉnh. Đặc biệt, trong 5 năm gần đây, số học sinh đoạt giải thi học sinh giỏi quốc gia luôn ổn định và xếp trong top 20 trường chuyên trong toàn quốc. Bên cạnh đó, chất lượng giáo dục giáo viên từng bước được nâng lên để đáp ứng công tác giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy học, khắc phục dạy học chủ yếu theo lối đọc chép. Để phát huy tiếp những cái truyền thống, những cái kết quả, những thành tích đó, thì nhà trường xác định có 3 cái điều căn bản. Điều thứ nhất là tiếp tục xây dựng, gìn giữ ý thức học sinh về việc xây dựng, gìn giữ truyền thống, xây dựng truyền thống nhà trường qua các hoạt động tập thể, qua các hoạt động giáo dục, các hoạt động ngoại khóa. Thứ hai, phải xây dựng niềm tin cho học sinh trường chuyên. Đó là một cái sự tự hào không của chỉ cá nhân mà của cha mẹ, và đó là một cái nơi mà mọi người mong muốn đến. Thứ ba là vào được trường chuyên là một điều khó, nhưng mong muốn của nhà trường là đào luyện để cho các trò nó lớn lên, nó trưởng thành, không những chỉ về kiến thức, tri thức mà cả về nhân cách, về phẩm chất. Mặc dù trong những năm gần đây, chặng đường xây dựng và phát triển của trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Giang còn nhiều biến động, từ việc chuyển địa điểm trường đến việc mở rộng quy mô trường lớp, từ việc bỏ chế độ tuyển thẳng học sinh đoạt giải quốc gia đến việc thực hiện thi đại học ba chung. Song, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tập thể cán bộ, giáo viên học sinh nhà trường đã nỗ lực, cố gắng, vượt bậc để hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng được môi trường sư phạm lành mạnh, thân thiện, tạo niềm tin cho các cấp lãnh đạo và nhân dân địa phương.